Mà cái gì đau khổ Phật tử biết không? Nếu chúng ta nói cõi ta bà này đau khổ thì Phật Thích Ca và 1250 vị thánh tăng cũng ở trong cõi ta bà này, tức là vẫn đau khổ như thường. Dĩ nhiên là không có điều đó nữa. Vậy thì cái đau khổ là do đâu? Do ở cái tâm, tức là do cái hiểu biết sai lầm của chúng ta mà kỳ giảng trước tôi đã chú trọng tới rồi. Chính cái linh hồn mà hiểu biết sai lầm này làm chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta tu thân mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì chúng ta sẽ đau khổ. Xác thân này là tôi, cảm giác là tôi, tư tưởng phân biệt là tôi, ý chí quyết định lựa chọn để hành động là tôi, và những kinh nghiệm kiến thức ký ức là tôi, thì cuộc đời sẽ mãi mãi đau khổ, không bao giờ thoát được. Còn nếu chúng ta tu trên linh hồn, cái lặng lẽ nhìn mọi sự vật, nếu mà cuộc sống mắt tai mũi lưỡi sắc thọ tưởng hành thức mà đang hoạt động mà chúng ta không hay gì hết, đó là bốn đường ác đạo. Cái nghiệp nó kéo đi đâu mình đi theo đó, riêu riêu theo đó. Còn nếu mình biết được sắc thọ tưởng hành thức sai lầm, xấu thì sửa thành tốt, quấy sửa thành phải, đi tiện để sửa thành cao thượng, là chúng ta mang cái xiềng vàng luân hồi vào cảnh giới lành cõi trời. Cõi trời là cái xiềng vàng, còn bốn đường ác là xiềng sắt, xiềng cây, xiềng xét. Thế là chúng ta vẫn nằm trong cái xiềng. Mà sự thật ta bà này không có xiềng. Cái xiềng là do cái nhận thức của mình chụp mũ vào đó. Chẳng hạn như tôi nói thí dụ, bây giờ chúng ta thấy nước, thì đối với quý vị và tôi thì nước là nước, tức là chúng ta có thể uống, có thể tắm, có thể rửa được, phải vậy không? À, còn nếu mà ngạ quỷ, cái nhận thức nó khác, nhận thức của quỷ thì nước trở thành máu, còn các nhà hóa học đó thì nước trở thành H2O, oxy và hydro, khinh khí và dưỡng khí, không có nước, chỉ có hai luồng khí thôi. Còn đối với các nhà điện tử đó thì oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Còn trong kinh nó các cõi trời thấy nước là lưu ly. Như vậy tôi hỏi quý vị, cái nào đúng? Nước là nước, hay nước là máu, hay nước lưu ly, hay nước là H2O, hay nước là điện tử? Còn các nhà siêu điện tử nữa, thì khi bắn phá điện tử nó biến thành năng lực E bằng MC bình phương. Đó là cái định lực của Einstein. Mới bắt đầu có sắc tức thì không, không tức thì sắc. Từ xưa cái câu này làm chết người, không ai hiểu được hết. Tới chừng ấy sẽ tìm ra cái định lực tương đối rồi thì bắt đầu mới có hai quả bom nguyên tử và nước Nhật lãnh hết, một trái chết mấy trăm ngàn rồi, thì bắt đầu thời đại nguyên tử, bắt đầu đến bây giờ. Thôi chúng ta nói sơ vậy thôi. Vậy thì chúng ta thấy cái nhận thức nào đúng của ngạ quỷ đúng, và các loài thủy tộc ở dưới nước chẳng hạn như cá gì kia đó, con trạnh ba ba thì lấy nước làm nhà ở, không khí và hơi thở của nó, phải vậy không? Như vậy thì cái nào đúng? Người ta đúng hay ngạ quỷ đúng, hay các nhà khoa học đúng, hay các nhà điện tử đúng, hay các nhà siêu điện tử đúng? Ai đúng? Thật ra tất cả đều sai. Sai đối với sự thật, tức là đối với Niết Bàn. Đạo Phật kêu Niết Bàn hay đối với chân lý. Thành ra Niết Bàn không phải ở chính từng mây, mà nó ở ngay bây giờ và tại đây. Mà địa ngục cũng ở đâu? Cũng ở ngay bây giờ tại đây. Còn cõi người cũng ở đâu? Cũng ngay bây giờ tại đây. Và cõi trời, các cõi tiên cũng ngay bây giờ tại đây. Và Niết Bàn cũng ngay bây giờ tại đây. Mà thật sự của nước là gì? Nó chỉ là một cái vùng hào quang, không có hình tướng. Khi mà nó chuyển động chậm lại, và nó sao động
thì mới thành ra có hình tướng. Thì chúng ta thấy là tất cả mọi hình tướng đều sai lầm. Tôi lấy một cái thí dụ thì quý vị biết. Bây giờ cái chúng ta xuống cái dòng sông, chúng ta thấy nước đứng lặng lặng mà bất biến, không có trôi chảy. Nó chuyển, nói biển nó tràn lan cả một cái đại Tây Dương, một cái biển lớn. Thì có thí dụ cho là sự thật. Rồi khi cái dòng nước này chảy thì chúng ta thấy có hình dòng nước. Rồi khi có gió bắc phong tham sân si thì dòng nước nổi lên những cái lượng sóng. Thì có người ra nói lượng sóng giống như là ông Phật, có người nói không phải, giống như con trâu, có người nói giống như con bò, có người giống như là cái nhà. Thì cái nào đúng? Thật ra tất cả đều sai hết. Thật ra là không có hình tướng, chỉ có cái dòng nước thôi. Nhưng mà do tham sân si, do cái vô minh, do cái gió bắc phong mà nổi lên đủ hình tướng hết. Rồi tùy theo cái nghiệp lực, cái nhận thức ngu si của mỗi chúng sanh mà có hình tướng khác nhau. Tôi nói vậy hiểu kịp không? Và thành ra cái cuộc đời này nói là khổ là sai, mà nói là sung sướng là trật. Cuộc đời là cuộc đời, tự nó không có khổ xa, khổ hay sung sướng gì hết. Chẳng hạn hôm trước tôi nói tiền bạc vàng là ác. Thật ra tiền bạc vàng không phải là ác. Mà cái gì mới là ác? Vàng chỉ là vàng, chứ vàng đâu có cái gì đâu mà ác. Tại vì mình cho nó là quý. Có vàng thì chúng ta có tất cả. Có ăn, có mặc, có ở, có bệnh, có xe Honda, có nhà lầu, có đủ thứ hết. Có tiền thì mua tiền cũng được. Thành ra do cái lòng tham này mà chúng ta đau khổ. Chứ vàng mà chúng ta thảy cho con chó, nó kêu cái cẳng nó bỏ nó chạy. Còn nếu chúng ta đem lên dân tộc thiểu số, tôi nghe nói chứ tôi chưa biết, họ không có xài vàng. Chúng ta còn xài vàng là đeo tay, đeo lỗ tay, rồi làm nhẫn làm kia. Người dân tộc thiểu số họ không có gì đó. Họ đối với họ muối là quan trọng. Thành ra đem một ký vàng có thể đủ một ký muối. Còn chúng ta đem một ký vàng đó mua về đây mua được mấy tấn muối. Thành ra cái vàng đối với dân tộc thiểu số không có quý, mà đối với chúng ta rất quý. Tranh giành giết chết nhau cũng vì vàng. Vàng đổi ra tiền được, đổi ra đô la được, rồi chúng ta sống được sang trọng. Rồi nói vàng là quý, rồi dân tộc thiểu số nói vàng là tiền, không quý. Thì ai đúng? Thật ra tất cả đều sai. Thành ra cõi ta bà quý độ này nói là nó đau khổ, như nãy ông đó nói vậy. Thì cũng không đúng lắm. Cõi ta bà tự nó không có khổ. Như vậy là nó sướng hay sướng? Nó cũng không có sướng. Sướng hay khổ là tùy nhận thức của mỗi người. Thành ra Đức Phật xuống đây giáo hóa 1250 vị A-la, nó đâu có khổ. Nếu khổ thì Ngài đâu phải là Phật. Thì khổ là tại mình chứ. Là tại cái gì? Tại cái nhận thức của mình.